Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dự kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thông qua 9 nghị quyết chuyên đề. Đồng chí Trần Quang Phương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết số 32 của Quốc hội, cần nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp chủ động phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội trong giám sát thực hiện các nghị quyết của quốc hội tại địa phương